Alo, thân ái chào tất cả các vị huynh đệ. Thì tại hạ đang có mặt tại đây, đó là ATM gạo, một cái nơi gọi là phát gạo miễn phí cho người nghèo nhân dịp phòng chống dịch Covid-19 đang cực kỳ là hot, cực kỳ gây sốt tại quận Tân Phú. Thì sau đây mời tất cả các vị huynh đệ cùng với tại hạ chúng ta sẽ một tại nơi này nhé. Đây là ATM gạo, đặt tại địa chỉ là 204 đường Vườn Lài, phường Phú Thọ và quận Tân Phú. Thì nơi đây có mở ra một cái gọi là cái trạm rút gạo, đó là mỗi một người nghèo sẽ được nhận 1,5 kg gạo. Sau thời gian là xếp hàng thì họ sẽ được nhận một xếp hàng này họ sẽ được nhận là 1,5 kg gạo cho mỗi một người. Và nơi này cực kỳ là đang dậy sóng luôn. Nếu những người nghèo nào mà không có gạo thì có thể đến đây để xếp hàng. Đó. Thì đang rất là được quan tâm và ủng hộ. Trên kia là có nhân viên để hướng dẫn cho người dân xếp hàng. Đó, mỗi một khoảng cách vậy là cách nhau là 2 mét. Đó, để xếp hàng. Đó. Đó, và sau khi xếp hàng thì sẽ nhấn vào cái nút bên kia. Đó, để rút gạo. Đó là rút tự động và sẽ mỗi người sẽ được là 1,5 kg. Thì theo người chủ của doanh nghiệp này, họ nói một ngày là họ sẽ tài trợ là 500 kg gạo cho bà con nghèo tại quận Tân Phú có thể đến đây để nhận gạo về. Và đây là được sẽ ghi nhận là phát gạo là 24/24, bất cứ lúc nào thì người dân cũng có thể đến đây để lấy gạo về để dùng được. Đây là nằm trên đường Vườn Lài, 204 đường Vườn Lài nha quý vị đại. Từ đây là một nghĩa cử rất là cao đẹp của doanh nghiệp dành cho bà con để chung tay phòng chống dịch Covid-19.